Hôm nay mình làm cơm chiên trứng, còn gọi là cơm bọc vàng. Màu sắc rất là đẹp ha, nhìn giống như sơ vò vậy á. Rất là ngon, rất là dễ làm. Ai cũng có thể thực hiện được cái món cơm này hết. Đơn giản, nhanh, để có một bữa ăn nhanh, gọn, lẹ ha. Mời các bạn cùng vào bếp làm chung với mình nhé. Một món cơm rất là ngon luôn. Cơm bọc vàng, cơm chiên trứng. Xin mời vào bếp nào. Cái món cơm bọc vàng này có nghĩa là cơm bọc trứng. Nó rất là đơn giản ha. Đây là gồm có trứng gà nè. Và mình đây là mình chuẩn bị sao một tô cơm mình nấu sẵn rồi ha. Cái gia vị ướp vô cái này rất là đơn giản, chỉ có tỏi ha, mình dùng cái tỏi xay sẵn ha, và một ít nước mắm, một ít hạt nêm. Sau đây mình để mình làm cho cái hạt cơm này nó được bọc hết nhờ chung quanh những cái trứng này nè, cái trứng mà bọc hết những cái hộp cơm này nè, thành thành cơm màu vàng luôn, gọi là trứng, gọi là cơm bọc vàng ha. Thì bây giờ sau đây là cái cách để mình làm đây. Rồi, bước đầu tiên là mình đập trứng ra cái tô ha. Rồi bây giờ trước khi bỏ lên chiên á ha, bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị nè ha. Ở đây á, một tô cơm cũng bự, cỡ chỗ này khoảng cỡ 1,2 kg đến 1,5 kg cơm ha. Thì bây giờ mình cho vô đây á, là 6 đến 8 quả trứng gà. Rồi mình cho vô đây á, một muỗng canh tỏi ha, và mình cho vô đây á, một muỗng cà phê nước mắm. Và mình cho một tí một góc tám hạt nêm ha, hạt nêm vô đây. Rồi như vậy á, bắt đầu mình trộn đều lên, mình trộn cái hỗn hợp đều lên trước trong cơm ha. Xong rồi mình trộn đều lên đó, trứng gà đó với các hỗn hợp á, mình quậy lên cơm trước à ha. Mình quậy lên cơm trước ở ngoài tô thì nó giống như vậy nè các bạn. Đó, nhìn nó giống như ổ bánh vậy đó ha. Bây giờ bắt đầu á, mình bắt một cái chảo lên và mình đợi cho cái dầu nó sôi lên ha. Mình cho một miếng dầu vô và mình đợi nó sôi lên và mình đem chiên ha. Ở đây á, mình dùng cái dầu hành thì nó rất là thơm ha. Đó, mình để vô trong dầu hành. Mình đợi cho cái chảo này nó nóng, thật nóng lên rồi bắt đầu mình cho cái hỗn hợp cơm với trứng vô mình chiên ha, với cái lửa lớn. Đó, trong khi nó sôi lên rồi á, thì nó nóng lên rồi mình cho cơm vô nè. Và mình cứ đảo ha, và mình xào cho đảo đều tay nha các bạn ha. Chứ không là nó sẽ bị khét ở dưới. Mình cứ đảo cho nó đến khi nào mà cơm nó săn chắc, nó khô lại rồi á. Đó thì nó rất là ngon ha. Bây giờ mình xào nó. Nhìn cái màu rất là hấp dẫn ha. Nó giống như là bơ, bánh kem bơ vậy đó. Giờ mình xào đây, tiếp tục mình xào. Mình quậy đều tay ha các bạn ha. Mình cứ đảo nhẹ đều tay ha các bạn ha, đừng có buông tay thì bắt đầu cái nó ngon lắm, nó bắt đầu chiên trứng nó chín dần luôn. Rồi bây giờ cái từ hạt của nó nè, hạt cơm của nó bọc hết cái màu trắng luôn, là màu vàng luôn, rất là ngon đó, rất là ngon, rất là tơi xốp ha, rất là ngon luôn. Cái này gọi là cơm bọc trứng, cơm chiên trứng, hay còn gọi với nó vui vui là cơm bọc vàng ha các bạn. Rồi xong rồi, rất là ngon, rất là béo, rất là thơm đi, cái mùi dầu hành của nó rất là thơm. Bây giờ bắt đầu mình dọn ra ăn thôi. Một món ăn rất là đơn giản ha, ai cũng có thể thực hiện được.
Món ăn cơm bọc vàng, cơm chiên trứng của mình đã hoàn tất xong rồi nè. Chỉ cần trong tích tắc thôi là sẽ có một cái món cơm để ăn sáng hoặc ăn trưa ha. Rất là ngon luôn, đơn giản lắm, ai cũng có thể thực hiện được hết. Mà cái hạt cơm á, nó được bọc hết những cái trứng ở ngoài ha. Nó màu vàng ươm mà giống như màu mỡ gà đó. Nhìn xa xa thì cứ tưởng là xôi vò ha. Rất là ngon ha. Vị vị béo béo ha. Thơm của mùi dầu hành ha. Rất là ngon, thơm luôn. Các bạn hãy vào bếp thực hiện cho mình một bữa cơm rất là nhanh để đi làm ha. Rất là ngon, thơm luôn, dễ làm, ngon lắm luôn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Xin hẹn và xin chào tạm biệt.